Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh. Thì tiếp tục một thông tin cực nóng liên quan đến câu chuyện của Angela Phương Trinh. Cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc làm rõ những cái hành vi mạt sát người khác của Angela Phương Trinh trên không gian mạng. Thì cho đến thời điểm này đã cô chú anh chị thì chúng ta thấy rằng là có quá nhiều những cái nguồn thông tin cái câu chuyện của Angela Phương Trinh từ phía người nhà của Angela, từ em gái, từ mẹ, rồi cho đến ngày hôm nay thì bố của Angela Phương Trinh cũng đã chính thức lên tiếng. Và tất cả ba người này thì đều cho rằng là Angela Phương Trinh đã có quá nhiều những cái thay đổi. Và trước đó thì từng có chưa có như vậy. Thì mẹ cũng lên cầu cứu cộng đồng mạng và cầu xin mọi người đừng có gọi là tấn công về những cái mặt về liên quan đến kinh tế. Bố ruột của Angela thì lại cũng vừa mới lên tiếng luôn, khi mà cho rằng là con gái của mình đó đã có quá nhiều thay đổi, người nhà thì khuyên cũng không được, và thậm chí là vấn đề tài sản kinh tế của gia đình thì cũng đã gọi là không còn gì, khi mà các quán chay họ cũng bị tấn công và phải nhờ cả công an khu vực để mà vào cuộc để mà can thiệp. Cái điều này thì đã khiến cho cư dân mạng rất là nhiều người cảm thấy nó không đúng, bởi vì là cái câu chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Mẹ thì chia sẻ đã không liên lạc với con gái đã 2 năm, còn ba ruột thì nói rằng là khoảng 1 năm lại đây thì Angela Phương Trinh đã không liên hệ về với gia đình. Như vậy thì tại sao mà bản thân là người làm cha làm mẹ thì họ lại không có quan tâm, thậm chí là có thể tìm đến tận nơi để tìm con gái của mình mà lại lên trên mạng đưa ra những cái thông tin như vậy, khiến cho rất là nhiều người cho rằng đây là một cái chiêu trò, một cái chiêu trò của phía gia đình để hòng tẩy trắng cho Angela Phương Trinh. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại đó thì dường như đã không còn kịp nữa, bởi vì mọi phát ngôn của cô này từ phía Sở Thông tin và Truyền thông cũng như là Bộ Văn hóa đã chính thức vào cuộc để xác minh với những cái lời lẽ vô cùng ngông cuồng, thách thức pháp luật. Liên quan đến cái nhóm chúng thanh niên của Phật Quang thì hôm qua đến bây giờ thì cũng được mẹ của Angela Phương Trinh chia sẻ và cho rằng là bản thân con gái cũng đã bị chiêu dụ vào cái nhóm này, và người ta lại đặt ra quá nhiều tình huống cho rằng cái câu chuyện giống như gọi là của Diễm My. Nhưng mà suy xét kỹ lại thì chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện này hoàn toàn gọi là có vấn đề. Khả năng về phía gia đình đó họ sử dụng chiêu trò này để tẩy trắng cô con gái là hoàn toàn gọi là có cơ sở nha cô chú anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi bản thân cô này đó đã tham gia vào cái nhóm chúng thanh niên đó từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây, và những cái phát ngôn của cô này đó trên gọi là các nền tảng Facebook hay là cho đến là các cái nền tảng khác trước đó cũng đã từng bị xử phạt rồi, liên quan đến cái câu chuyện gọi là Địa Long gì đó, chứ không phải là lần đầu tiên cô này phát ngôn như vậy. Như vậy thì tại sao vì phía bản thân của gia đình đó trước đó lại gọi là không có những cái vấn đề lên tiếng hay ngăn cản? Nếu nói như rằng Angela Phương Trinh bị chiêu dụ rồi cho đến là liên quan gì đó với cái ông Thích Cúng Giường, Thích Cúng Nhà, thì tại sao trước đó họ lại không báo công an mà cho đến giờ phút này thì lại lên tố cáo? Khi mà cảm thấy gọi là mình bị gọi là tẩy chay về mặt kinh tế thì mới lên tiếng câu chuyện này. Khán giả họ rất là tinh lý và nhận ra về cái vấn đề mà những cái quán chay là thu nguồn thu nhập chính của gia đình đó, kể cả gọi là Phương Trang là em gái của Phương Trinh đó cả nhà, thì nói rằng là bây giờ là các quán chay đều bị tấn công một cách gọi là dồn dập và dữ dội. Thì mình không ủng hộ cái câu chuyện mà khán giả này kia lại làm cái điều này, bởi vì sao? Ai là người đó chịu? Angela Phương Trinh phát ngôn là bản thân cô này phải chịu trách nhiệm, cũng giống như cái câu chuyện ngày hôm nay. Đó chính là vì phía cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc để mà làm rõ những cái hành vi mạt sát của Angela Phương Trinh, thì bản thân gia đình dù có làm bất cứ cách nào hoặc là đổ lỗi cho ai thì cô này cũng phải chịu trách nhiệm thôi. Bởi vì sao? Đủ tuổi rồi, đủ tuổi vị thành niên rồi, người nào làm nó chịu. Còn bên trong cái câu chuyện mà cô này có liên quan gì đến gọi là ông Thích Cúng Nhà hay là không thì tất nhiên cơ quan chức năng người ta cũng sẽ làm rõ ra thôi. Còn cái câu chuyện mà tại sao bị tấn công các quán chay thì rõ ràng cộng đồng mạng họ gọi là có một cái sức mạnh nói chung là cực kỳ gây gớm. Bản thân Angela Phương Trinh nếu như là một người bình thường thì nó khác, đằng này thì cô lại gọi là một người gọi là nói chung là trong nghệ thuật đó cả nhà, bởi vì và gọi là được gọi là có chút danh tiếng nổi tiếng,
và cái fanpage của này cũng được là hàng triệu người theo dõi. Cho nên cái tiếng nói đó mình cần phải cẩn trọng, cái điều đó cũng ghi rất là rõ trong bộ quy tắc ứng xử của gọi là của nghệ sĩ rồi. Và cái việc mà cô này truyền thông đăng tải rầm rộ cái câu chuyện ủng hộ ông Thích Cúng Dường với những cái phát ngôn về về cái vấn đề lực nhân quả của ông này chia sẻ đó, thì ai tin thì người đó tin, ai u mê thì người đó phải chấp nhận, người đó phải chịu trách nhiệm trước những cái phát ngôn của bản thân này thôi. Chứ còn cái câu chuyện mà gia đình ngày hôm nay lên nói rằng là để đổ lỗi tất cả, sao trước đó đó họ không đi tố cáo ông gọi là Thích Cúng Nhà này luôn đi, đi tố lên công an nếu ông đã chiêu dụ như vậy đó, tố lên công an. Bởi vì mình thấy rằng là cái nhóm gọi là chúng thanh niên này đó không phải là một hai người, hàng trăm người lộ ra rất nhiều những cái đoạn ghi âm nói chung là cực kỳ kinh khủng, ghê gớm luôn. Chắc có lẽ là cô chú anh chị chúng ta cũng đã nghe những cái đoạn ghi âm liên quan đến ông thầy Thích Cúng Nhà rồi, ghê gớm, liên quan đến vấn đề ái tình với các ni cô, thậm chí là các đệ tử, giống y chang với cái câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai Diễm My. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng hai câu chuyện này không thể đánh đồng với nhau, bởi vì nó hoàn toàn khác xa nhau. Nếu như nói Diễm My đó thì là bản thân khi mà cô này vào Thiền Am Bảo Trụ thì ngay lập tức gia đình người ta đã có động thái, người ta vào tìm và xảy ra những cái ồn ào. Nhưng mà quý vị có thể thấy rằng bản thân gia đình của cô Angela này, họ khi mà họ cảm thấy rằng họ bị gọi là bị đánh động đến cái vấn đề kinh tế thì họ mới lên tiếng. Như vậy nếu như mà vấn đề cái câu chuyện mà không có ảnh hưởng đến quán chay thì họ có lên tiếng hay không? Đây là một điều chúng ta thấy rất là rõ. Nếu như không có ảnh hưởng đến các quán chay đó, không ảnh hưởng đến nền kinh tế đó, giống như mà ba của Angela Phương Trinh mới vừa lên nói nè, nói rằng bây giờ là quán chay đang bị gọi là tấn công nhiều nơi từ phía đệ tử của Trăng Quang, đệ tử của chúng thanh niên, rồi một số những cái cô chú anh chị gọi là không thích Angela Phương Trinh nữa. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu như không có vấn đề bị tấn công này, có lẽ ổng im luôn rồi, ổng để mặt luôn, chứ ổng đâu có thèm quan tâm đâu. Bởi vì sao, một năm trời hay là kể cả mẹ đó, có 2 năm trời rồi thì cũng không có quan tâm gì đến Angela. Giữa họ, gia đình họ có những cái khúc mắc gì thì chúng ta không biết, nhưng mà cái điều đây là họ đang gọi là tự bảo vệ cho bản thân mình. Nếu nói rằng là cầu cứu giúp AI Phương Trinh thì mình không thấy có chi tiết nào hết. Nếu thật sự muốn giúp con gái thì đi báo công an luôn, chứ không phải đi lên mạng để giải bài, đúng không cô chú anh chị? Nếu thật sự muốn giúp con gái thì đi báo công an luôn. Nếu họ có quan tâm, họ yêu thương thì có lẽ rằng sẽ không xảy ra cái những cái câu chuyện bị chiêu dụ như vậy. Nếu như mà họ quan tâm vậy, con mình nó bị như vậy, mình cảm giác là nó có vấn đề, thì mình ngay lập tức cái thời điểm 1-2 năm về trước rồi. Giống như ba mẹ của Diễm My đó, cô chú anh chị thấy không? Diễm My vừa bước vô Tỉnh Thất Bồng Lai xảy ra chuyện là họ ngay lập tức họ đã vào cuộc, nhờ công an vào cuộc liền, can thiệp ngay lập tức. Vậy mà còn không kịp nữa kìa. Chứ khi đến bây giờ thì câu chuyện dường như mình thấy rằng là gạo đã nấu thành cơm rồi. Bây giờ nếu mà ông cứu con gái thì đi báo công an, chứ lên mạng giải bài làm gì? Giải bài ngày hôm nay cái mục đích họ chia sẻ như vậy đó, đó chính là họ muốn nói rằng họ không liên quan, đúng không cô chú anh chị? Họ muốn nói rằng là họ không liên quan, là họ là tại con gái của họ và ông kia hết, tại con gái của họ và ông chủ trì hết. Mà đặc biệt họ đưa ông chủ trì vào cái câu chuyện là chiêu dụ, thì mình ở đây mình không biết rằng là có thật sự là chiêu dụ hay không. Bởi vì mình thấy rằng bản thân cô Angela này cũng không phải là người bình thường, cũng không phải là một người kẻ gọi là không có, nếu nói về trình độ đó thì gần như là học hết lớp 9, như lớp 10 gì đó cả nhà. Nhưng nói về cái vấn đề mà cô này vào đời sớm để có một cái gọi là cái hiểu biết, thì cô này vào đời rất là sớm, đi đóng phim từ nhỏ rồi, nói chung là hoạt động đi ca múa hát rất là nhiều nơi, thì ít nhiều cũng phải có gọi là cái dạng như kinh nghiệm sống nữa cả nhà. Chứ để nói rằng bị lừa lọc hay bị chiêu dụ gì đó thì mình nghĩ là cũng không đơn giản đâu. Cũng không đơn giản. Mình không biết rằng là có phải là có bị vù mê thuốc lú gì đó của ông Thích Cúng Nhà hay không. Nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay để mà gia đình lên cầu cứu cho con gái là mình thấy nó có cái vấn đề. Rõ ràng nếu mà muốn cứu con gái, hiện tại là chỉ có cơ quan chức năng thôi. Cho lên mạng giải bài mấy cộng đồng mạng đâu có được gì đâu cả nhà. Cái vấn đề họ nên giải bài cộng đồng mạng là họ muốn lấy về cái mặt kinh tế mà thôi. Có nghĩa là khi mà họ bị tấn công về kinh tế, họ mới lên tiếng như vậy. Họ gọi là bảo vệ cái nền kinh tế của họ, chứ mình thấy rằng không có tình cảm con gái hay là gia đình gì ở đây. Mình thấy cảm nhận một điều thứ nhất là như vậy, không có tình cảm gia đình.
nếu thật sự họ có tình cảm gia đình thì 1-2 năm về trước rồi, bởi vì họ chia sẻ anh Gala đã không liên lạc về gia đình 1-2 năm rồi. Như vậy thì 1-2 năm đó tại sao họ không quan tâm, khi đến giờ bây giờ câu chuyện nó bùng nổ lên thì họ mới quan tâm, họ mới lên tiếng, họ giải bày. Trước đó chúng ta chưa từng nghe một cái câu từ về phía gia đình, con gái ở đâu thì cái nọ. Trong khi anh Gala Vương Trinh cũng là một trong những cái người gọi là mặc dù là không nổi tiếng lắm nhưng cũng có cái tên tuổi được người ta nhắc đến bởi một số những cái scandal về cái vấn đề với liên quan đến phát ngôn, rồi nào là liên quan đến tình ái, nhà cô chú anh chị, liên quan đến tình ái với bác sĩ này bác sĩ kia, rồi rất là nhiều thứ đó, cái tên được nhắc tới bởi những cái scandal mà thôi, chứ không có gọi là rất là ít về cái vấn đề nổi tiếng một cách gọi là vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Bởi vì một khoảng thời gian dài rồi cô này không có tham gia về cái vấn đề nghệ thuật gì cả, bởi vì trước đó cũng đã từng bị xử phạt. Và về cái vấn đề mà cô này đã trình diễn mà trên một số những cái quán bar vũ trường trên sân khấu gì đó bị cái hình ảnh nhạy cảm đó cả nhà, cho nên là đã bị cấm biểu diễn một khoảng thời gian dài. Cũng chính cái điều đó mà khiến cho cái cô này đó càng lúc càng gọi là dính vào những cái sàn scandal liên tục, bởi vì muốn người ta nhắc tên đó cô chú anh chị. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì cũng đã qua, cho đến ngày hôm nay thì cái tên Angela Phương Trinh một lần nữa lại được nhắc với những cái phát ngôn cực kỳ sốc. Và chúng ta thấy rồi, trên trang Facebook cá nhân của cô này thì cùng với rất nhiều những cái Facebook khác có những cái nội dung rất giống nhau, và người ta nói rằng là liên quan đến cái nhóm chúng thanh niên thì mình thấy rằng hoàn toàn chính xác cả nhà. Thì trong nhóm này cũng chia sẻ những cái nội dung bài viết y chang như vậy, chỉ có điều đó bản thân Angela Phương Trinh là một người nghệ sĩ được hàng triệu người theo dõi, một cô gái thì sở hữu cái nhan sắc cũng gọi là ưa nhìn, cho nên là những cái nội dung cô này đăng tải đó được rất là nhiều người biết tới, rất là nhiều người biết tới, cho nên là người ta gọi là bị được tiếp cận những cái thông tin của cô này, cho nên là bản thân cô này đã gọi là có thể nói là một cái mặt của vấn đề liên quan đến truyền thông, gọi là bán hàng văn hóa cho mà là chùa Phật Quang, rõ ràng như vậy, nào là khóa tu rồi cho đến là quần áo rồi đìa lông này kia, mình không biết rằng giữa họ có ký kết hợp đồng để mà buôn bán hoa hồng về không, nhưng rõ ràng không phải là chỉ gọi là nếu một người gọi là làm kinh tế nghệ sĩ thì cái điều đó là phải có hoa hồng rồi, quảng cáo có hoa hồng rồi, nhưng quảng cáo cho chùa, cho sư phụ nhưng mà bố Angela Phương Trinh chia sẻ hiện tại thì nói rằng cái vấn đề nền kinh tế của gia đình dường như là không còn gì cả, thì có lẽ rằng có nhiều cúng hết rồi, có nhiều cúng hết rồi. Cho nên cái điều mà quan trọng ngay thời điểm này thì mình thấy rằng về phía gia đình của Angela Phương Trinh không cần thiết phải lên trên mạng để mà giải bài, để mà gọi là đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Bản thân họ cũng là một bậc, những bậc người làm cha làm mẹ thì cần cũng phải có những cái trách nhiệm với con của mình. Rồi riêng về với những đối những cái phát ngôn của Angela Phương Trinh, khi mà cơ quan chức năng hiện tại là đã vào cuộc rồi thì ai làm người đó chịu. Angela Phương Trinh phát ngôn thì bản thân Angela Phương Trinh phải chịu trách nhiệm pháp luật với những cái nội dung của mình. Lần này chúng ta biết rồi, lần trước thì đã xử phạt 7 triệu rưỡi rồi, thì lần này tất nhiên cũng sẽ nặng hơn, thậm chí nó còn liên quan đến câu chuyện 331 nữa. Bởi vì không chỉ cô này là mạt sát người khác, còn liên quan đến các gọi là các tôn giáo khác, đó chính là đạo Công giáo nha cô chú anh chị. Thì cái thông tin ngày hôm nay phía cơ quan chức năng người ta cũng đã chính thức vào cuộc rồi, xác minh làm rõ những hành vi mạt sát người khác của Angela Phương Trinh trên mạng. Đối với một công dân bình thường thôi thì mà khi cô chú anh chị đưa thông tin không đúng hay là mạt sát một người khác trên các tất cả nền tảng mạng xã hội thì cũng đã gọi là bị xem xét và xử lý rồi. Nhưng mà đối với một người trong showbiz là nghệ sĩ nữa thì chúng ta để sẽ cùng chờ xem cái việc của Angela Phương Trinh này sẽ được cơ quan chức năng xem xét và xử lý đối với cô này như thế nào. Cái điều đầu tiên Thanh Quyền thấy rằng là trước mắt đó thì rất là nhiều khán giả, rất là nhiều cư dân mạng họ đồng tình cái việc là nên gọi là khóa hết toàn bộ những cái tài khoản cá nhân của mạng xã hội của cô này, giống như cái câu chuyện của nam em, ngăn chặn ngay lập tức những cái hành vi nội dung này. Bản thân Angela Phương Trinh mình thấy rằng là cũng gọi là đã khóa hết những cái bình luận, đó là cái sự chạy trốn và tránh né, chạy trốn và tránh né. Bản thân cô ấy cũng đã gọi là thấy rằng mình là không đúng rồi. Nếu như mình tự gọi là nói rằng là mình đúng đó thì tại sao mình không mở bình luận lên để mình đối diện với sự thật, đối diện với khán giả người hâm mộ của mình, tại sao phải khóa, tại sao phải trốn chạy như vậy, thưa cô chú anh chị. Còn cái câu chuyện về phía gia đình thì mình thấy rõ ràng
họ cũng chỉ vì lợi ích cá nhân về cái vấn đề liên quan đến tài chính mà thôi. Kinh tế, nếu không có cái câu chuyện kinh tế thì có lẽ rằng bây giờ họ cũng đã im luôn rồi. Bởi vì họ đã im 1-2 năm nay rồi, chứ không phải là mới đây. Khi mà câu chuyện càng lúc càng bùng nổ thì họ mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho kinh tế gia đình bản thân của họ mà thôi, cô chú anh chị. Còn cái câu chuyện của anh Gai La Phương Trinh, hiện tại cơ quan chức năng đã vào cuộc và mình cũng sẽ cố gắng liên tục cập nhật tình hình để mà gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Thì mong rằng quý vị khán giả đăng ký kênh, chia sẻ, like để mà theo dõi những cái thông tin mới nhất. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.